Alo. Vâng, trong đến với trận đầu tiên của xe đấu chung kết và xe đấu thứ 5. Vâng, Pancho và Van Pho Greek AC là quần cầu thủ bên phía Hà Nam và bên kia là có và xe nào. Vâng, vẫn là trận đi đấu mà bên kia có khá nhiều chém dành cho cầu thủ bên phía Liên Quân. Vâng, Katha Ia và Babylon. Vâng, hai Katha, một Ia và Babylon là quần cầu thủ bên phía Liên Quân. Vâng, Game TV cũng chiếc boy trong trận đi đấu đầu tiên của xe đấu chung kết này và đây là màn hình máy game thủ tễu. Và người cầm chém của Rick và được đẩy ra thế trong đầu cánh. Alo. Vâng, xin được chào đến bạn Phan Việt Hải. Vâng, thầy sẽ quay trở lại những màn hình máy khác xem bài vở trận thi đấu này như thế nào. Vâng, Phonesian đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, trận thi đấu mà đến thời điểm này thì màn hình máy của Phonesian đã đủ đồ rồi. Vâng, có thêm bãi quả đôi voi và trên kia là bầy gấu phụ. Vâng, đây là màn hình máy của game thủ Venlop, một trận đấu cầm Parmigian. Vâng, về hệ quân này trận đấu ra có cả Pho AC được đẩy vào trong cánh và Pan và Greg được đẩy ra ngoài cánh và đây máy game thủ Văn Nhất. Và trên chúng ta có AC và có Phonesian. Và đặc biệt là trong tay Phonesian, trong tay rơi vào trong tay Hoàng Mai Nhi và anh em có vẻ yên tâm. Vâng, thời điểm đầu tiên sẽ xem màn hình máy game thủ Vlog đi, một bài đấu Parmigian 19 dần. Và một trận đi đấu mà Parmigian trong tay game thủ Velop, nhập đánh kích trong chẳng đầu 11. Và như là không quá khét cho Parmigian khi mà một anh có một bãi quả xấu. Và đảo qua những ngoài khác, đây là màn hình máy chém thứ hai. Và 23 dân đến từ game thủ Ronan Tiếu.
Rồi trận đấu này khả năng Tiễu còn được người đi công sớm hơn bài đấu của Pamiran cơ. Một bãi vàng thì đã được bó bế cẩn thận. Và chờ đợi xem đầu cánh trận đấu này game thủ Ronan Tiễu. Rồi thông tin báo về đây trận đấu mà game thủ Chip Boy, bài đấu màu 5 Catania là bài đấu lên đời rất sớm. Rồi đầu 8 bằng gặp ngay ông 8 đó chính là ông Mạnh Hào. Trận đấu này là cầm Babylon. Ông về hệ quân thì bên kia là có IA cũng như là có Baby, có IA và có Babylon là hệ quân có thể rời vào đánh thế chủ lực được. Và hiện tại thì ông 8 ra đầu cánh bên này rồi. Vâng, 8 đầu cánh bên này và trận đấu này khả năng cao là màu 5 là người dâng BL sang đây. Vâng, điều khéo thì có thể ăn được 4 dân. Đây là máy game thủ Vlog. Vâng, và cánh game thủ Vlog đó chính là cánh của game thủ màu 7. Rồi một tuần thi đấu mà xếp hàng rất đẹp đến từ nông dân của game thủ U98. Và trận đấu này là màn hình máy Kata thứ hai. Bên kia cũng đã có giò. Rồi một e nữa là kín khoanh gỗ của mình. Và trận đấu này vâng, tỉa khéo thì có lẽ là khả năng là một tuần vàng thốn đến từ màu 7. Rồi giải e đang vẩy e đang rất nhanh. Vâng, hai nhà BL đến từ Pamiran. Vâng, như vậy vàng vẫn có thể chọc xuyên. Vâng, thông tin Tiễu bảo vệ dường như trận đấu mà Tiễu cũng đang là người ăn được khá nhiều nông dân đến từ bài đấu của Babylon. Đây là máy Tiễu nào. Vâng, nhưng mà bên kia mình đang hơi bị mất tay bởi là đà của màu 5. Một trận đấu mà dường như là Chip Boy đang đấu. Dường như là Chip Boy dâng L để cho một bài đấu màu 8 đánh cùng thì phải. Đó, không biết Tiễu là người lên bánh xe chưa. Tham này là 20. Nhưng mà trận đấu này cũng là chơi vâng đánh theo kiểu là bò nhỏ, vâng bò nhỏ vào tụ cung R nếu như Babylon của Mạnh Hào là người đánh cùng. Vâng, trận này như thế bài của bạn là không đẹp. Vậy là máy những nhà quân bên mình khác nào. 33. Vâng, hai hệ chủ lực bên mình vẫn làm thằng này tươi. 33 đến từ Hoàng Mai Nhi. Trận đấu này để cho một game thủ cứng cựa cầm chủ lực. Ôi, tôi rất yên tâm. Vâng, Văn Nhất. Không chơi trận đấu này. Vâng, Mạnh Hào là người đánh lạc đà. Vâng, như vậy đây chính xác trận thi đấu mà game thủ Văn Vơ. Vâng, Văn Vơ bài đấu Yamato là mới đánh A thẳng và bên kia đánh với bài 2 chém và 3 chém. Vâng, 3 chém và 2 Catanian và 1 Babylon. Vâng, về chém Kata và chém Babylon thì hệ này đánh giá không được cao. Vâng, Tiễu thằng là 19. Vâng, có lẽ thời điểm này Tiễu sẽ là người giữ chém thì thời điểm sau ra sẽ phối hợp tuần vị cùng R. Đây là Hoàng Minh Nhi, tham này 51 đến từ Phonesian. Vâng, hiện tại người đã cọt chặt gỗ rồi, có lẽ thời điểm này sẽ là những thời điểm mà anh sẽ phải là người tăng A. Vâng, cơ cầu những vòng ruộng và sẽ là tăng những chiếc nhà BA. Hiện tại như tôi thấy anh đánh với 4A thôi. Vâng, chơi cả BC. Vâng, về lớp Pamiran 28. Vâng, nhà chém mình cánh này vẫn đang tươi. Rồi, tiếp tục là bãi vàng đến từ game thủ màu 7. Rồi, bãi vàng màu 7 nằm rồi. Bên kia còn mỗi độc ông Yamato là và còn khỏe. Màu 8 thì nhà liều tiêu. Vâng, hiện tại trận đấu này nhà màu 5 vẫn chưa thấy đâu. Rồi tiếp tục đi vào khoanh ruộng đến từ U98. Vâng, trận đấu này đánh theo hệ kiểu như là vâng, đánh chém và sóc dần phát triển. Vâng, quây ruộng sóc lạc đà đến từ game thủ U98 như tuần này. Vâng, mất khoanh ruộng và thực sự không có cửa chạy. Vâng, có giải hay không, anh đang có gỗ rất nhiều. Vâng, vẩy em đến từ game thủ Vlog. Rồi bắt trọn vẹn tuần dần to đến từ U98. Rồi, nằm được khoảng 12 dân. Vâng, làm gỏi, vừa làm gỏi một tuần dần to đến từ U98. Văn Nhất, như vậy em đang hồi lại. 28 là tham lai của Văn Nhất thời điểm này. Vâng, như vậy hai nhà cùng bên mình cũng là bài đấu và cũng vâng chơi cả BC ở nhà BN mới có thể phát triển rồi. Vâng, như vậy phát hiện ra một tân dân nhá. Vâng, màu 5 đáng một tân dân khá to an hoàng ngay giữa bản đồ trước cửa nhà vâng gần nhà anh Bách. Vâng, giữa hai nhà đang có một tân dân màu 5 đi an hoàng khá to. Vâng, 73 đến từ farm line của Phonesian.
Và dường như đây sẽ một tuần thi đấu mà phối hợp đến từ game thủ bên phía Hà Nam. Và tham lai mình là 97 đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Và trận thi đấu này những nhà chén mình đã đến chưa? Vâng, những nhà chém mình đã đến chưa? Đây là game thủ Ronan Tễu với tham lai 26. Và quay trở lại máy của Hoàng Mai Nhi đi. Và có lạc đà của game thủ màu 3 về lớp. Vâng, về lớp đang tràn vào. Và tại nhà BA của màu 6 tôi không thấy quá đông cung A. Rồi xem màn hình máy của về lớp xem nào. Xem một tuần thi đấu anh lọt bên trong. Rồi cung A thời điểm này không hề đông. Và chắc chắn người cầm Yamato sẽ bay trong tuần này. Và dường như đây thế trận không phải là kiểu Van Vơ. Và không phải Van Vơ là người sóc dân và được nhận được bơm đến từ đồng đội có thể lên 4 thì phải. Pamidan thời điểm này 30. Và đây là Hoàng Mai Nhi theo lại 123 và thông tin báo về thì hiện tại bên kia. Và thông tin báo về thì là cũng là 41 dân đến từ game thủ người cầm màu 6. Và hiện tại thì Phone Sian đã là 124 rồi. Rồi nhà người cầm Yamato đã bay. Vâng, Tễu thời điểm này thì sao? 28. Và như vậy là Phonesian trong tay Hoàng Mai Nhi đã có trong thời gian và đang trong thời gian lên 4. Và hiện tại sát mép dường như là vẫn còn một khoảnh ruộng của người cầm Yamato thì phải. Và ta chuyển sang màn hình của các game thủ khác xem. Một trận đấu mà hiện tại đang là giữ tham lai rất khỏe đến từ game thủ người cầm Pamidan. Và 25, một trận đấu mà hiện tại anh đang tụ cho mình tập thầm khoảng gần 20 đơn vị lạc đà đến từ Pamidan. Và giữa trận đấu này thời điểm này không có ngoài Yamato thì không có thế lực nào có thể chơi được những dân chém này rồi. Đây là máy game thủ trẻ văn nhất 45. Và hiện tại thì hai nhà cung ta vẫn đang khỏe. Vâng, mặc dù tham lai không được khỏe cho em đến từ văn nhất nhưng mà thời điểm này đấy là cũng là một thế lực. Và còn Hoàng Nhi đang trong thời gian lên 4. Còn Tễu thì cũng là tham lai 47 đến từ bàn hình máy chém. Và hiện tại thì là một thế trận mà tất cả các nhà bên game Hà Nam đều là một tham lai khỏe. Và quay trở lại với máy Hoàng Nhi đi, khi mà anh đã chuẩn bị lên 4 và sẽ đánh. Vâng, chơi sọc đôi tờ này. Vâng, chơi đạp đôi. Vâng, trận này tôi không biết là ông vâng còn có cái cơ sở nhà đôi bạn nào bạn chưa đi sai. Vâng, tham lai đã vâng còn ông màu 6 thôi.